đồ Anh Hà. rồi rồi em bảo là ở trong khu An Thượng ấy còn cái lô đất nào 50-70 m² hoặc to hơn tí cũng được, ô tô vào được không anh? ô tô vào được à? Vào được là mỗi cái ô 100 m cả đôi, Ô 100 m á, mặt tiền 64 m. mặt tiền 6,4 m, 100 m, thế thì là dài khoảng độ 15 m à? Của nó là nó rơi tầm 15 m, Bao nhiêu tiền mét anh? của nó là giá 40 anh ạ. 40 triệu một Cách mét à? cách đường 72 khoảng độ tầm 100 m. Cách đường 72 100 m à? Ô tô vào được à anh? Ô tô vào Ô tô được tránh nhau hay là ô tô kiểu một dạng... bằng mặt đường nó 3 m mà. Mà nói tóm lại bảo ô tô vào được nhưng mà thực ra là chắc là ô tô cũng chả vào được bởi vì là sợ nó tắc Vào đường. được đường nó thẳng, nếu mà để 100 m đó quay vào nhà luôn, không thì phải gọi hai 40. đỏ hai ba đỏ tiến thẳng nổi, nó nằm ở trục chính mà, ngay ngã ba luôn, trục chính luôn. Hôm nọ cái lô mà có cái nhà mà cái lô đấy thì em nhớ là 100 mấy chục mét vuông mà nó một có cái nhà, trăm một trăm bốn mươi lăm mét bỏ là vỡ vỡ bỏ à. không là ngay chỗ gần cái trục gần ủy ban xã ấy còn không anh? Đúng rồi, cái vẫn còn này, vẫn đang giao dịch này. Giờ là bao nhiêu tiền mét anh? Bây giờ nó bán là giá nó cũng 40 này. Hôm trước anh bảo là đợt em vào ấy là 55 38. À quên, đợt đi nó bán là đi 38. 38 á, Lúc bây giờ nó là 38 40 à? giờ 40 bán, Nhưng mà đấy có cũng bán ngay. thỏa thuận được không anh? Tóm lại anh nghe cũng khoai khoai không thì nâng giá lên nghe khoai khoai. Chắc tất nhiên là kiểu gì mà cả có thể là có bớt được giá. Cái đất dịch vụ ở ngoài đường ngoài này giá cả bây giờ như nào rồi anh? Của nó nếu mà các trục chính thì là cũng khó, ít người bán, còn cái khu máy tính tổng cái khu chỗ ủy ban thì giờ giá xác định là rơi vào tầm khoảng 48. Giá ở đấy bên mình đã biết bao giờ bốc chưa anh? Ở đấy thì có phiếu thăm rồi, Có phiếu rồi đúng không? Nhưng mà chưa còn bây phiếu nhưng mà giờ chưa biết vị trí đúng không? chỉ biết vị trí thôi, còn để ngày mai nó chia thì lúc đó thì lại nét hơn. Bác biết anh có biết là bao giờ kế hoạch nó xin nó chiêu Kế hoạch này thì chắc cũng phải tầm giữa năm, trong năm nay không? trong năm nay đấy, tầm trong Nói năm chung là nay. mua cái đất dịch vụ ấy. Em thấy đợt vừa rồi nhiều người hỏi em lắm nhưng mà em vẫn thấy nó khoai cái là bây giờ mua bán xong mai kia lại phải đi lại cái ông ấy công ký Không chuyển phải, tên cho mình. cái quan trọng nhất nói với em là quan trọng nhất là mình có tiền, đúng không? Mình có tiền thì gia chủ người ta cũng có nộc ngá, không không sao cả. Bây giờ có những anh em mà đầu tư từ lúc 8 triệu mét, anh kêu gọi rất nhiều, nhưng có một số anh em vào đến bây giờ thắng to luôn. Bây giờ là Nhưng mà ông bây giờ tiến là rồi. cái thủ tục giấy tờ ấy, em nghĩ nó sợ mỗi cái mẹ mai kia làm Có sổ cái gì lại đi đâu. lại ống ấy. Ông Không, nhớ tí mình rồi. bây giờ anh nhá, bây giờ anh có cách mới, nay mai vừa rồi mình làm, bây giờ cũng đang làm này, cho cháu lấy cho nó cho 3 lô rồi, giờ đang làm này, có cái là làm ủy quyền Hợp đồng ủy quyền. nhá, hợp đồng ủy, có cái là làm văn bản là hợp đồng trong gia đình đang biên bản họp gia đình này, xong bắt đầu gia đình họp xong ủy quyền cho một người đó ủy quyền cho cá nhân mình làm tất cả các việc từ đến bán mua, từ đến làm sổ, con em một lần hết luôn, nó văn phòng chứng làm việc mà Văn phòng công chứng là công chứng ủy quyền được quyền tất luôn. Sau nay mai mình cứ thế mình giải quyết chẳng thì cần mình phải tự ra mình văn đi phòng. mình làm hồ sơ giấy tờ tự ký tá được, người ta có cho phép thế không? Thì đã làm có hợp đồng bây giờ làm rồi đây, đã ủy quyền rồi đây, thì đã ủy quyền rồi thì mọi cái quyền lợi của mình ở trong mảnh đất đó nhé, mình sẽ làm là từ cái bước gọi là mua bán, nhận đầu tiên là nhận đất này, À, xong làm các thủ tục liên quan giấy tờ mua bán tặng cho là quyền mình tất luôn, trong nó có đủ tất các trách nhiệm không ý, quyền lợi của mình, nên là nay mai đỡ phải quay lại chủ nhà. Đây cũng đang làm được cho ông cháu hai bộ, cái người cho nó 8 triệu mét vừa rồi mà mày bán bớt cho ta bộ cả, nó 6-7 triệu không bán, vậy để cháu ra sổ không, cháu bỏ cho bán.
Để tí nữa em chạy qua, em dẫn một người bạn đầu tư cùng với em nữa thì đi ra sang bên đấy có gì. Rồi. Anh cho dẫn em xem vài đô nhá. Rồi, ok. Và nói trước là anh em làm việc với nhau cũng từ những biết trước rồi, thì cái này chỉ thống nhất cái giá môi giới thôi, không được kê giá nhá. Rồi, ok. Làm Như trực tiếp với chủ. nhưng mà anh bảo này, có những chủ người 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 ta không ở đây đâu, thì nhà đầu tư hết đấy. Và Dạ, đầu tư thì vẫn phải gặp, thế thì đầu tư thế thì phải vẫn phải gặp được người ta chứ, anh em đã làm nghề rồi. thì con nay mai ví dụ là mình có cái phương án coi như là gặp chủ hay như thế nào thì tính tiếp, còn trước Thử bây mắt giờ thì là anh để làm mà nhà. anh giới thiệu rồi anh lấy bao nhiêu tiền môi giới thì nói trước với nhau chứ, anh em cũng làm nghề cả thì không kê giá thì anh em hỗ trợ nhau thôi, Rồi. thì cái đấy Rồi, làm việc nó nét. ok. Rồi, Tí nữa em mang em sang nhé. ok. Rồi, rồi, rồi.